YouTuber người Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu đi chợ vùng cao Việt Nam đã nhận ra đây là hạnh phúc và tự do thực sự. Xin chào các bạn khán giả thân mến! Đối với những du khách đã từng tới thăm Việt Nam, ai cũng phải công nhận một điều rằng người Việt Nam cực kỳ thân thiện. Đi tới đâu, người ta cũng dễ dàng được một người Việt Nam chỉ đường, thậm chí là nhiệt tình giúp đỡ. Sự thân thiện với người nước ngoài làm nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng nếu những du khách quốc tế biết được người Việt Nam có tới 54 dân tộc và các dân tộc đều sống hòa bình thân thiện với nhau thì họ sẽ hiểu vì sao người nước ngoài rất được chào đón tại Việt Nam. Ví dụ như cách đây khoảng một tháng có một video về cuộc sống của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam, cụ thể là người Thái Đen. Đây là kênh của Bora Ada, một chàng trai người Thổ Nhĩ Kỳ. Bora tự giới thiệu về mình như sau. Tên tôi là Bora và đây là hành trình tìm hiểu và trải nghiệm những phần chưa biết của thế giới chúng ta. Trong kênh này, tôi thích chia sẻ những video miêu tả những câu chuyện về người dân bản địa, cuộc sống trên đảo và những nền văn hóa chưa được khám phá. Trong thế giới có nhịp độ nhanh và lấy tiền làm trung tâm mà chúng ta đang sống ngày nay, tôi muốn sống chậm lại và nghĩ về con người chúng ta như những cộng đồng bộ lạc cốt lõi, có niềm tin và ước mơ cá nhân, cùng nhau thành lập một quốc gia. Tôi là người rất thích đi dạo các khu chợ địa phương ở mọi quốc gia tôi đến, từ phong cách sống đến ẩm thực, địa lý đến con người. Tôi tin rằng các khu chợ địa phương là nơi lý tưởng có thể giúp tôi hòa nhập hoàn toàn vào đất nước mà tôi đang đến thăm. Đôi khi bạn sẽ thấy tôi đang thử những món ăn điên rồ và đôi khi tôi cũng đang tham gia vào những cuộc hành trình hoang dã. Kênh của Bora Ada có khoảng 114.000 người theo dõi. Video này của Bora Ada có tên là Những người hạnh phúc nhất tôi từng thấy, người Thái Đen ở Việt Nam. Cụ thể thì trong video là câu chuyện như sau. Xin chào các bạn, tôi đang ở Việt Nam, một quốc gia ở Đông Nam Á. Đất nước này có tới 54 dân tộc, thế nên tôi nghĩ sẽ có nhiều thứ để nói ở đất nước này đấy. Tôi sẽ bắt đầu với miền Bắc Việt Nam, nơi có nhiều dân tộc thiểu số nhất ở Việt Nam. Nơi tôi đến thăm là làng Pù Luông, nơi đây được bao quanh bởi những cánh đồng lúa tươi tốt bậc nhất ở miền Bắc Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của bộ tộc Thái, nhóm dân tộc lớn thứ ba trong cả nước. Về dân số thì họ có khoảng 1,8 triệu người. Tôi thức dậy vào buổi sáng và ghé thăm chợ dân tộc Thái. Nơi này chỉ họp chợ vào chủ nhật mà thôi. Hầu hết những người bán hàng là những người phụ nữ của bộ tộc Thái da đen. Họ mặc quần áo theo phong cách riêng và cũng nói ngôn ngữ riêng của họ. Mọi người tôi gặp đều mỉm cười và chào đón tôi rất nhiệt tình. Đây là những người hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Khi tham quan chợ, tôi có thấy một số món ăn độc đáo và gặp gỡ những người phụ nữ Thái đen. Ở đây họ có bán một loại cua nước ngọt. Chúng sinh trưởng từ các cánh đồng lúa. Người ta cũng bán cả ấu trùng tổ ong. Không hiểu sao họ lại có thể ăn được món này nhỉ? Sau đó tôi lại lên đường để xem những ngôi làng họ sinh sống. Những cảnh quan tôi gặp đã tổng hợp lại cuộc sống hạnh phúc và không có chút căng thẳng ở đây. Tôi gặp một trưởng lão người Thái đen, ông ấy chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống ở đây. Mọi người có thể không có quá nhiều tiền, nhưng cuộc sống ở đây cũng không phải là quá thiếu thốn. Biết đủ với những gì mình đang có chính là hạnh phúc. Họ luôn vui vẻ bởi vì họ biết đủ là như thế nào. Tiếp đó tôi có một hành trình qua cánh đồng lúa. Phải nói là cảnh quan ở đây rất đẹp, mọi người có thấy lúa chín vàng không? Có lẽ tí nữa tôi sẽ mua thử một chút lúa ở đây, hy vọng là nấu lên sẽ ngon. Tôi đang bước vào một ngôi làng của người Thái đen, ở đây có khoảng 300 người sinh sống. Mọi người thấy tôi đều mỉm cười, họ sống trong những ngôi nhà làm bằng bụi cây, thậm chí đây là một ngôi làng phát triển hơn một chút, nơi đây họ đang may quần áo đầy màu sắc. Đây là một trong những làng quê Việt Nam hiện nay. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hóa tạo ra một sự thay đổi lớn, biến nước này trở thành một trung tâm thương mại và công nghiệp hóa. Dù vậy, điều đó cũng có nghĩa là nhiều người trẻ lên thành phố tìm kiếm việc làm và các vùng thôn quê như ở đây thì cư dân thừa thớt hơn hẳn. Còn ở đây, người dân vẫn giữ truyền thống, họ vẫn tiếp tục sống cuộc sống của họ theo cách truyền thống. Ví dụ, hãy nhìn xem, người phụ nữ ở đây đang tạo ra những sản phẩm truyền thống. Chị ấy nói có rất nhiều khách du lịch, bao gồm cả người nước ngoài rất yêu thích những món quà này. Vì vậy, tôi cũng đã mua thử một chiếc áo, mọi người thấy đẹp chứ? Ở đây cầu được làm bằng tre, mọi người thấy chứ? Có nhiều người đang làm việc ở cánh đồng lúa phía bên kia. Mọi người thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến cho mọi người biết nhé! Video đến đây là kết thúc rồi. Vậy còn ý kiến của cộng đồng mạng Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc sống tại Việt Nam là như thế nào? Với hơn 74.000 lượt xem, video này được khá nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ biết đến và họ đã tham gia thảo luận rất sôi nổi. Hãy cùng khám phá phần comment thôi nào! Vì cuộc sống thành phố không vội vã, nên cuộc sống làng quê êm đềm, thanh bình và sạch sẽ, và hạnh phúc của người dân đều bắt nguồn từ những nền tảng này. Những người này mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người theo một cách đáng kinh ngạc. Thật ngạc nhiên, hóa ra những người như vậy cũng tồn tại trên thế giới này. Những điều này cần được bảo vệ cẩn thận. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Tôi ngại hỏi bất cứ điều gì với những người đi chợ của chúng tôi. Họ tức giận đến mức nào,
ở đây mọi người đều vui vẻ, thật tuyệt. Khung cảnh thật hoàn hảo, mọi người trông thật tuyệt, làm tốt lắm. Địa điểm đẹp, xanh tươi, du lịch tốt. Họ ngượng ngùng và mỉm cười biết bao. Việt Nam đẹp thật, con người nồng hậu và máu lửa. Người nghèo nhưng vẫn thật hạnh phúc, chúc may mắn. Họ thực sự là những người ngọt ngào, tôi thề là tôi muốn sống ở đó, có rất nhiều sông ở Thái Lan. Bora, cảm ơn anh trai, anh đã cố gắng hết sức. Điều kiện tôi không tưởng tượng nổi, tôi nghĩ anh có thể làm được mà không cần đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với tính bướng bỉnh của anh, tôi đoán anh đã lâu chưa về nước rồi. Bạn được yêu mến, Ada Bora. Mọi người đều cười, ở đất nước tôi, hãy cười như thế và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ bị dao đâm vào bụng. Đây là sự khác biệt giữa các quốc gia Hồi giáo. Allah yêu thương người Hồi giáo đến mức ngài không muốn họ cười. 90% người bán hàng ở chợ là phụ nữ, làm tốt lắm, mọi người chăm chỉ. Người dân làng với gánh nặng trên lưng có hài lòng với cuộc sống của mình không? Theo ông, cuộc sống tự nhiên là gì? Tôi đoán khí hậu hơi lạ. Một số mặc áo ngắn tay, một số mặc áo khoác đi lại. Một số mặc áo khoác có dép bên trong, một số mặc quần đùi và áo khoác. Không biết ở đó lạnh hay nóng. Chào Việt Nam, du lịch ở đây rẻ hay đắt? Có thể thấy, đa phần mọi người đều rất hào hứng về chuyến du lịch Việt Nam. Khung cảnh thơ mộng, con người thân thiện. Các khách du lịch nước ngoài sẽ không phải lo sợ khi đến với Việt Nam. Trái lại với câu chuyện ở Việt Nam, nhiều nơi trên thế giới, mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn tôn giáo là một câu chuyện không có hồi kết. Sự thiếu khoan dung, sự thiếu hiểu biết chính là liều thuốc độc đối với quan hệ giữa những người dân trong cùng một đất nước, một quốc gia. Hay như ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này đã từng gây không ít tội ác trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất với những cuộc tàn sát các dân tộc thiểu số. Có đến 1,5 triệu người Armenia, 950.000 người Hy Lạp, 750.000 người Assyria đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát trong suốt 4 năm chiến tranh. Hay gần đây là cuộc đối đầu giữa người Túc đa số và người Kurd thiểu số. Thế mới thấy chúng ta được sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam là một điều may mắn. 54 dân tộc cùng chung sống trong mái nhà Việt Nam luôn yêu thương và chung sống hòa thuận với nhau. Vậy bạn nghĩ gì về câu chuyện mà Bora Ada đã chia sẻ? Phải làm thế nào để các dân tộc trên thế giới mới có thể chung sống hòa thuận? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.